Hero Soda đã thuê một công ty tiếp thị để giúp họ quảng bá thương hiệu của họ đến bà Yumi Cola. Công ty đã thu thập dữ liệu sau đây về sở thích của người tiêu dùng về soda. Vì vậy họ có tỷ lệ phần trăm số người được hỏi thích Yumi Cola và tỷ lệ người được hỏi thích Hero Soda, và sau đó là những người không thích cái nào cả. Vậy vào năm 2006, 80% thích Yumi, 92% thích Thrill và 8% không thích một hoặc không thích cái nào cả. Thật sự chỉ cần từ đây bạn thấy rằng rất nhiều người thích Yumi Cola hơn Thrill Soda. Thật sự từng năm qua từng năm. Vì vậy Thrill Soda chắc chắn có một cái gì đó, họ có một trận chiến khó khăn. Nhưng sau đó đề bài nó là công ty quảng cáo đã tạo ra hai video sau để quảng bá Thrill Soda. Và vì vậy hãy xem những gì đã xảy ra ở đây. Và hãy nghĩ xem liệu điều này có gây hiểu lầm hay không. Vậy nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ này ở đây vào năm 2006, chắc chắn 80% thích Yumi Cola. Sau đó vào năm 2007, 76%. Sau đó nó tiếp tục đi đến 77%, rồi 73%, rồi 73% đến 68%. Vì vậy đây là dữ liệu chính xác. Nó thật sự biểu thị được dữ liệu được đưa ra ngay tại đây. Mình sẽ đánh dấu là cái này hệt nhau. Nó thật sự biểu diễn cho dữ liệu này. Sau đó ngay tại đây nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ này, tỷ lệ phần trăm của những người thích Thrill Soda. Vì vậy ở đây năm 2006 12% thích Thrill Soda, 2007 là 19%, 2008 thì 19%. Sau đó chúng ta tăng lên 20%, 21% và 25%. Vì vậy các biểu đồ thực sự chính xác, họ không nói dối, đây thực sự là những điểm dữ liệu của tỷ lệ người thích Thrill Soda. Bây giờ những gì sai lệch là nếu ai đó chỉ nhìn vào hai biểu đồ mà không nhìn vào thang đo ở đây, họ sẽ thấy hai điều. Họ sẽ nói, ồ nhìn kìa có một xu hướng giảm dần, và đó là điều mà biểu đồ đường làm rất tốt để nhìn thấy được xu hướng. Họ nói nhìn kìa, mình thấy một xu hướng giảm dần trong phần trăm những người thích Yumi Cola, và mình thấy xu hướng tăng dần của tỷ lệ những người thích Thrill Cola. Và đúng thật, bạn có một xu hướng giảm dần ở đây và bạn có một xu hướng tăng dần ở đây. Nhưng những gì khi hiểu lầm ở đây là cách họ tạo ra những thang đo. Những tỷ lệ này không giống nhau. Vì vậy khi bạn nhìn vào điều này, bạn sẽ nói không chỉ có một xu hướng ngày càng tăng của những người thích Thrill Soda, nhưng cách họ thiết lập thang đo thì có vẻ như xu hướng này đang nằm ở trên. Bộ não con người sẽ dễ bị cám dỗ để so sánh và nói là nhìn xem, đây không chỉ là một xu hướng tăng dần mà nó còn cao hơn cái xu hướng bên đây nữa. Ngay cả trong năm 2006, điểm dữ liệu này trông cao hơn các điểm dữ liệu này ngay tại đây. Nhưng thực tế chỉ là bởi vì tỷ lệ bị làm lệch lạc thôi. Bây giờ đây là thủ thuật lâu đời nhất trong sách khi vẽ đồ thị đường. Tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ. Vì vậy cái này chỉ hay ở chỗ họ đã sử dụng tỷ lệ đi từ 0 đến 30 thay vì đi từ 0 đến 100. Điều tốt hơn để làm, hoặc điều đúng hơn để làm, hoặc điều trung thực hơn để làm là thực ra hãy vẽ chúng trên biểu đồ nhau. Cho dù nếu họ làm như vậy thì cũng không vẽ nên bức tranh tốt đẹp cho Thrill Soda. Vì vậy nếu chúng ta vẽ biểu đồ như vậy của Thrill Soda, hãy thử xem. Và thật ra cái này thậm chí còn tồi tệ hơn, bạn thậm chí sẽ không thể vẽ Thrill Soda trên biểu đồ này vì họ đã bắt đầu biểu đồ này ngay tại đây, ở mức 50%, họ thậm chí không bắt đầu từ 0%, vì vậy bạn sẽ không thể vẽ Thrill Soda trên biểu đồ này. Nếu bạn làm, bạn sẽ phải mở rộng biểu đồ này thẳng xuống, và bạn sẽ phải mở rộng biểu đồ này xuống đến, vì vậy cái này sẽ phải là 40%, đây là 30%, đây sẽ là 20%, đây sẽ là 10%, và sau đó xuống hết dưới đây sẽ là 0%. Và rồi biểu đồ Thrill Soda sẽ đi xuống tới tận đây vì nó giống như 12% và nó đi lên 25%. Vì vậy Thrill Soda nó sẽ có vẻ trông như thế này. Biểu đồ sẽ trông như thế này, không gần ở đâu hết. Nếu bạn vẽ như thế này trên cùng một tỷ lệ, trên cùng một biểu đồ thì nó vẫn còn khá là rõ ràng. Mặc dù xu hướng đang đi xuống, người ta thích Yumi Cola hơn Thrill Cola rất là nhiều. Vì vậy có hai điều rất không rõ ràng diễn ra ở đây. Một là tỷ lệ thực tế đối với khoảng cách trên thang đo này, chúng chiếm 10%. Vì vậy bất kể cái gì đang tăng lên, có vẻ như đây là một sự tăng lên khổng lồ, và ở đây trên cùng một lượng giống nhau, nó thực sự đang đại diện cho một lượng lớn hơn. Nó đại diện cho gần hơn 15% hoặc 16%. Và sau đó vấn đề chính là họ bắt đầu tỷ lệ tại đây tới mức 50%. Vì vậy họ không thể thể hiện được là có bao nhiêu người thực sự thích 80% hoặc thậm chí 70% thực sự lớn đến mức nào. Và ở đây họ bắt đầu ở mức 0% và họ chỉ có tỷ lệ lớn hơn. Vì vậy nó trông như là rất nhiều người thích, hoặc một lượng người thích tương đương như Thrill và có xu hướng tăng dần. Nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người thích Yumi Cola hơn. Vì vậy đây có một chút, hoặc thật ra là một cách rất rất không trung thực để thể hiện dữ liệu. Hoặc mình đoán bạn có thể nói rằng họ đang trình bày sai dữ liệu.